Thiệu cho bạn chiếc vòi nóng lạnh LFV502S. Đây là LFV502S các bạn nhé. Vòi nóng lạnh LFV502S. Chiếc vòi này có cái đầu, cũng có đầu chống bắn nước các bạn. Đấy. Gạt cù nóng lạnh. Đây ạ. Nóng lạnh. Đấy nát nhé các bạn nhé. Tem chống hàng giả đấy, LFV502S. Kích thước của chiếc vòi này như thế nào thưa các bạn? Cái vòi này thì cái khoảng cách mà từ đây là 152 nhé, từ cái mép này cho lên đỉnh này 152 mm như các bạn nhé. Còn khoảng cách từ tâm này ra cái đầu vòi này, đây từ tâm này ra đầu vòi là 103 thưa các bạn nhé. Đấy, 103 mm. Còn cái khoảng cách dài này là nó là 113 mm các bạn nhé, của cái gạt gù này. Đấy. Tôi chỉ nói thêm cho các bạn thôi, còn nó không quan trọng cái điểm đó. Các bạn quan tâm đến chiếc vòi LFV502S này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này các bạn nhé. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nó có điểm cái tay gạt rất là mỏng, vênh vênh này. Gạt gù. Chiếc vòi này thì nó có được kết hợp với cả một cái chặn nước thôi các bạn nhé. Đây thì cho bạn ấn ở đây thì đấy, chặn nước các bạn nhé. Gồm có, khi cấp cho các bạn cái vòi này gồm có chặn nước và hai cái dây cấp nước nhé, không bao gồm là ống thải, không có ống thải các bạn nhé, không bao gồm ống thải. Vòi gồm có hai dây cấp nước và chặn nước đi kèm theo thưa các bạn. Các bạn quan tâm đến chiếc vòi này hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé các bạn nhé, hoặc vào trang tdm.vn để biết thêm chi tiết kích thước của chiếc vòi này. Cảm ơn các bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé các bạn nhé. Vòi này được kết hợp với cả cái chậu là L288 VFC thưa các bạn. Đây ạ. Hãy liên hệ với chúng tôi nhé các bạn nhé, số điện thoại dưới video này. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.